trời ở cái đường ghê. Đây là cột ăn ăn hoài riết quen của hai anh em đó. Vô kiếm lại cảm giác huy hoàng hôm qua. Này vô một bãi ở chừng bự gấp 2 gấp 3 lần là được rồi. Không biết được cái nóng sao không. Nhìn cái bản mặt này thấy quế kèo rồi. Cái sớm trời mưa này vô chứ không được cái cọng để nấu canh. Trời ơi. Ồ, đất ở đây thành đất mất tiền hết rồi em ơi. Ờ, đất này đụng vô thì thôi chứ. Không tay dài phải không? Ủa, giờ cái đám này á nha. Cái đám này chắc giờ phải 4-5 tỷ. Cái khúc đám của ông Bảo đây mà 4 tỷ mà không bán. Mà cái đám này hôm năm ngoái mua mấy trăm. À, 4 tỷ mà không bán. Năm ngoái mình biết bán. Đâu, năm trước mình biết bán. Giờ này thôi chứ đừng hỏi mua đất. Đám này 45 tỷ, đám tôi sao mua nổi trời. Thì vậy, đám này sao mua nổi. Đám ben mà đòi 1.5 tỷ á. Ta kêu ổng cho ta 500 triệu ta ra không nổi cái đám nó 1.5 tỷ luôn. Nó lết tẹp 16.5 tỷ làm gì. Ông rờ cái đầu của ổng không? Dài 94 mét. Sao vậy? Đất nó đâu có vuông đâu mà nó dài sọc như con rắn mà làm gì. Lại dừng lại cho cái bạn cắm đồ đá. Có giá thì có giá, nhưng cái gì nó cũng phải có của nó. Đòi phúc cái thiên hạ không. Buổi sáng trời mưa âm u luôn. Trời ơi, bị nước vô camera luôn. Kệ. Hôm qua tao chạy xe xuống, xong lát tao chạy lên không được. Tao chạy lên nửa chừng nó đứng yên. May có cái ông... Mà mấy đà kìa, chỗ này... Có cái ông mình rừng, ông ra cái... Ông đuổi tao lên. Ông xuống đuổi tao lên. Mưa ẩm ướt quá. Thấy bành xác được. không lên một cây nào luôn. Trời ơi, đã có kỳ tích. Ê mày. Yeah. Trời ơi, kìa. Hên thiệt nè, dưới chân mày nè. Ông hiểu chưa? Không, dù sao cũng có nấu canh này. Yeah. Không mà tính ra cái hôm qua của tao là nó mới nở tao ha. Chứ không cái này mới chưa gì hết. Cái này hồi hôm mới nhầm rồi.
Cái của ta hôm qua mà nó nở lúc hồi hơn mày thâu luôn. Trời. Hơn quá. Đâu mày đâu à? Ê Tâm, coi cái camera của tao nè. Tao quay ra đằng trước. Giờ phát hiện không? Không, phát hiện lâu rồi mà tao không sử dụng. Trời, nó đẹp lẹt. Sao thằng này nằm đây, nở mặt nó đường luôn. Để ta đi coi coi. Này gọi là ăn quay. Ăn quay, đi quay. Để ta dạo hết khu này. Không có. Cái này người ta nhồi nấm người ta kỳ lắm. Để phải thứ tự tại nó ngửa lên á. Cát nó vô cái lá khó rửa. Nó búp nó đợi cho nấm này. Đúng phải không qua. Vô gùi hốt đâu. Trời ơi đó mà thứ tự mệt như quỷ. Ta nhìn thấy là ta thấy không ổn rồi. Ta phải gọi đồng minh thôi. Đất. Khu đất này nó làm như là cái rừng sừng nu. Chứ mà một vài năm nữa thì thấy cái cảnh bồi đất lên đây một cái rồi. Có tiền trúng số à. Mua đất à. Mua mấy nơi như vậy nó rẻ. Rẻ lắm. Đi lên khúc trên này coi. Không cũng hên, cũng có để nhổ. Cái cây nấm này nó cũng cực. Mình nó nở là mình phải đi kiếm. Chứ còn mình không kiếm nó hư liền. Nó như mấy cái nấm mới nãy là nó nở thì hơn mới là nó hư. Cái đó đáng lẽ là mình phải kiếm lúc 2-3 giờ thì nó mới ngon. Thì ở đây người ta đi săn, người ta chịu khó đi nó mới có được cái nấm ngon, chứ không á hả, để vậy nó cũng hư rồi, tới lúc thấy nó hư rồi tiếc vậy thôi.
cho nên cái nấm này nó khó trồng và cái cũng khó đi hái, khó đi săn nó. Trời ơi, còn gì nữa, nhảy một cái đùm. Cho nên tương đối là giá nó hơi cao. Còn gì nhảy xuống nước cái đùm. Chắc hết. Mình nói chung là mình cũng không có phải chuyên đi săn nấm, nhưng mà có thì mình hái về ăn vậy thôi, chứ cũng làm biếng đi khuya đi hôm với lại ăn thì cũng được. Hồi rồi mình nhớ cảm giác lúc đầu tiên mình ăn nó ngon không thể tả được, thì ăn riết này nó cũng quen. Với lại ở nhà lâu lâu hàng năm nó cũng có mọc ít ít vậy, mình hái mình nấu ăn cũng được rồi, cho nên cũng không có thèm gì cái nấm này nhiều lắm. Do hôm qua vô tình đi bẫy chim xong mới gặp nó nhiều quá, cho nên sáng nay phải quay vô lại để kiếm coi thử còn không. Chứ nhiều nấm nó, ví dụ như mình không biết chỗ, mình đi mình gặp như đó mình nhổ là về ăn cũng ngon rồi. Cái số lượng mới nãy nghe mình nó nhổ á, nhiều đó nấu được bữa ăn ngon rồi. Mua không cũng mấy trăm ngàn mọi người. Ở quê có vậy ăn cũng đỡ. Xong, không còn một cây nào hết tèo ơi, đi về thôi. Này mà hái được búp 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 á ha. Hôm qua ông Hậu cũng hái được một mớ. Mớ này làm cái gì? Linh chi. Cứng 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 đây nè, nhưng mà cái người chuyên hái nó thì biết, chứ mình thì thôi. Linh chi. Ừ. Hình như vậy á. Người ta rành, người ta hái, người ta xài, mình thì dục. Mắc tiền cũng dục. Được, được. Chưa được ký. Đi. Khu này hả? Này mà đất mình đổ cao 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 lên thì khu này quá trời trời. Mặt đường thì không. Tại dưới đây chắc nó không mọc nổi rồi. Này cắt lại hai mét này mà quay lại cái bờ được mọc trắng luôn. Có lý, ta thấy mọc trắng mà trắng mi lông nha. Đi dạo dọc dọc cái bờ này. Được rồi. Lâu lắm rồi mới đi vô đây.
trời rác mà nó chắc cũng đóng. Trong đây tràn bạc ngang. Nhảy cầu kỹ tế luôn. Cầu vừa cao lắm á Hoài. Bên kia có chim hút mật kêu. Này người ta làm cái xa cái đáy, người ta bắt cá. Nó chặn hai bên vậy, xong cái ở phía dưới nó sẽ có một cái lưới. Nó có cái lưới xong cái nó thả dài xuống dưới kia, cá nó chui vô bắt rồi. Ở kia là nước ở đó bằng này mà đâu có tối vậy đâu. Rồi từ lúc xây cầu người ta chặn tối giữa chạy. Trên kia nó trồng cái gì, bắp. Bắp. Rồi, kết thúc hành trình đi săn nấm của anh em, về thôi. Về cho gà. Thả gà ta. Ngày mưa bão. Rồi chào mọi người ha.